thưa quý vị và các bạn. Hôm nay trên Việt Nam Travel sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn tiếp tục về quận Hà Đông. Và đây là tại phường Bộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Thì hôm nay là trên Việt Nam Travel sẽ có dịp đến quận Hà Đông và uống chén nước. Thì đây là một cái hồ ở phường Bộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hồ này thì cũng rất là mát các bạn. Và ở đây thì quý vị bạn ta đang thấy là những cái cần thủ chúng ta cũng đang ngồi câu cá. Đây những cần thủ đang ngồi câu. Và tiếp đó là có những cây xanh như là những cái cây mà che bóng mát ở phường. Và thì chúng ta trồng nó mát trên xung quanh hồ này cũng như mát cho bóng mát. Ở đây thì các bạn cũng thấy là một cái ghế ngồi để chúng ta câu cá. Và ghế ngồi này đây là một hồ câu thành là có xây các ghế ngồi để các cần thủ người ta câu. Đây là ghế ngồi số 11. Và đằng này cũng có rất là nhiều người câu. Bây giờ trời đang nắng thành to, thành ra là chắc là các cần thủ chưa đi câu. Không biết là cái hồ này câu thì có phải mất cần câu hay không, ta hỏi bác này. Hồ này câu cá có mất tiền không bác nhỉ? Một tiếng là bao tiền hả bác? 304 tiếng. Còn cá mình câu được là lấy hết. Ông câu một cá bây giờ được 7 con. 7 con trắm. Hôm qua cháu thấy ở đằng kia câu chép cá trôi. Dạ. Vâng. Hồ này chắc nhiều cá to ông nhỉ? Dạ. Hôm qua cháu thấy anh đằng kia câu được con khoảng 56 cân trắm. Dạ. Dạ. Bác có thích câu không ạ? Bác chắc cái nhà gần đây ra đây ngồi mát. Dạ. Thôi cháu chào bác nhé, cảm ơn bác nhé. Dạ. Thì như quý bạn đã biết ở hồ này chúng ta câu là chúng ta cũng phải đóng phí với mức phí là như bác vừa nói. Thì khi nào mà quý vị bạn chúng ta muốn đi câu, chúng ta cũng có thể về ở Hà Đông, chúng ta cũng có thể về hồ này chúng ta câu. Đây là một cần thủ. Không. Tưởng mày bịt lên bịt mày tao bán ngoáng này còn cái gì thôi bịt nhẹ bảo mày điện ra bảo cho mày cũng không cả lỗ cũng được bởi mày thích cùng này đừng ai đừng đổ bắt lên nhau.
sáng thì mất nhiều lắm. Phải đi. Không em ngồi trên tiểu cầu. Vào đây. Rồi giờ này chỉ vật quá. Con này to thế đấy. Nó phải to hơn 3 cân. To hơn 3 cân. 14. Để thêm mấy phát nữa rồi Huynh. Thêm mấy phát nữa rồi. Tới giờ chứ không được. Đó được ạ. Anh cứ đeo cái này ra cho. Anh cứ đứng to. Con này là trôi hay trắm anh? Trắm. Trắm trâu ấy. Bỏ hết. May cho mày đấy. Về không, cái số kia bên kia bố mày còn nhốt 6 con nữa. Biết nào? Bên kia điền. Cái số của em là được ăn cá chứ. Đi theo gọi pháp là mất. Lòng bên kia điền nó còn nhốt 6 con mà. Không định mẹ hồ đấy ăn cá quen rồi chứ không phải ăn được cá hồ mới. Đi qua đây, nhớ để ý không giật cá. Bố mới bán đi rồi, bố mới rửa vợt, rửa giỏ đi về đấy. Mày. À, mày uống mày hương à? Hả? Vâng, chờ em cho. Hãy subscribe cho kênh Kênh.
Cái tòa đấy, cái tòa cao anh Châu bảo.